cởi mở bọc thì kháng khỉ không đồng ba trừ những việc miếng kháng khỉ không đồng ăn đấy hay này cho nên năm tới ấy mà ăn không đồng này bạn trừ ăn ăn nó là sợi đào mà là sợi chuột trong đó trời trời tư lại lại không đậu sao bằng đậu từ cục ấy dưới rồi kontrol với anh ngó ạ. Ăn rồi à. Cho hồ ao nữa. Hồ ao nữa. Vài cái với vài cái nữa. Đã đến còn gộp một kia đi mà. Một hàng một kia. Ở đây thượng bãi. Oh stop. Một quay này bà ơi. Mà bạn quay này ấy. Quay. Này đọt đấy bạn của ba tuy nhiên nó có này không có là không mình vô kìa nó có là đang bê nó có này là mẹ mê không chị anh ấy mê tam tầm bón này là mẹ tầm bón một chị à có là ôm ôm nửa chuyện không mà nó ôm mà nó như vậy độ chỉ như vậy việc thôi chơi vậy bộ mặt bộ việc ở chia mà nó còn thành nhóm à chỉ ở sớm được hai tiền mình trang cho mày nắng thời chân này trang em lấy người chân này chỉ chầm lại mày trang em lấy người chân này mày lấy việc bộ cái chỗ này bộ thằng thôi rồi bộ thằng thôi rồi mở vậy mới việc ở chia rồi mấy con anh con làm off tích mày, bây giờ kêu vay, off tích mày, nhang nó mới chia bìa bảo vệ tham phôi, bảo vệ đặt nhóm mấy thằng mày đồng vào tầm mặt đáy mà đây bạn, bộ vô đó như cái bộ tham phôi quê, cho anh biết rồi này này, bộ tham phôi này nó chia đó, chỉ mới bảo vệ chia đó tiếp bầm phì, à, bộ tham phôi lấy, bộ tham phôi chạm chỗ lấy, tinh ai à, ao cỏ tình muộn thì ấy rất chỉ bài slide mấy cái quay về chơi tình nhà của bạn off play nhà của bạn off play tình anh off play off tình muộn muộn mới chết mấy muộn nó lôi mới chết ngồi ngồi tịch tịch mấy luôn rồi mất cho quay một viên đi chứ quay ở xem nè 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 cho nhả mà nó không ăn nghe to là nóng nhưng quay to lên rồi và nhà vườn hoa bạn nhà à vậy nó qua xem đang à đào trời ơi chưa đây chưa có thật có thằng nãy mẹ về bay giống như bay vậy bay bạch bay vậy em Bố căng bông của ta có thể ăn rõ phần nắng ba này bông có thể ăn rõ bông bật ăn rõ ăn lôi nè thôi có hai đây còn nó sơn nhóm với một bột bây giờ xem phần năng là lôi cho chú tê chú năng thì vậy vậy ghế được chủ anh ấy comment to với em anh làm đây này bôi ô cha mà ăn của bánh nó ngon à nghe lo chứ nè mà miền là miền lồi à lo có miền lo nói gì đúng rồi tam trận à bay để ban lôi sờn sờn cái của bà vài lôi sờn sờn ôi bà ấy muốn bận lôi chân ngoan một hai uốn hơn này chị kia on chết chớ chào anh đang mang thử ăn chim cái ra anh ăn chim chết chớ cái gì nào lấy cái lót đây anh biết anh vẫn đang lôi mang tiền cọc anh ấy được bài với cô nặng ở bàn này tôm chạm mùi bia tròn đây có sao lò này nó kia ngọc môn tơ đây cái lò chụp cái món ấy ủa nó to vô chứ đâu trời ơi to vô chứ ai mà con dương thế này còn của bà đi ăn bánh chả đá ngon quá ai ghê đấy ăn chén cái gì trăm bông không ăn này ăn ơi mua trên lại kia vậy à trên chén sáng cho chơi ăn bao tiền để cho họ nó tới này chấm to tại vì chấm là tới sân tâm ba cam đột đặt vẹt rau tươi nồng trời rau tươi bỏ vào ra ơi quay cả mình không ra chân ra vào nhóm cứ chụp chảy ôi ta upgrade sân on upgrade bạn nhát rồi tính ơi đó đây tiện a của đòn từ ao thùng ao lên cọ lên em lôi nè này thấy không lôi nè cạo sọc con nữa mà là dương mà ăn dương bay nè anh uống pi rồi bay rồi anh mua rồi ấy à nó còn mua rồi ha còn mua rồi cao mình làm ban còn mua đập chiên rồi vài này một quen thôi là Ồ, này trong quay tiết to tè tích tiết vài bàn bà đi. Này còn tích tiết bàn là này. Trời ơi. Đó. Chăm là tinh tầng rồi. Tinh năm nè, mơ của mùi sam dương của mùi mà. Tới những cao sập dương mà dương mà hay pin. Mẹ nó mà tập tiền nó tiền nữa kia là tiền đi qua này miền lối này học thầy anh ấy quay mấy là bạn quay ở ở miệt quay ở lo lo tới bàn biển già nè còn lo gì lo già nè ôi già nâng thử ở lối mà chuyện bọc hai mấy giòn à bọc anh nó bọc ba này ủa này bột ban acrom bột tom đó quay nha mong ô này cho quay rồi xem trời giờ giờ này mà đã lên thằng hoa mỏ tạ thế này phải rồi và tinh ao hoặc sai tây cọc các vùng lồi mà anh quay nào cái này nó đấy nó có đây của tha ba lần nữa bởi vì tinh nó là đây nó nghe đang miên sẹp rồi đoàn đối anh sẹp cầm tiền cái pro mình đi kia chơi mới mối mà này là bằng ngành ngọt à đã thêm bánh tần đắng ớt tới